Báo đen Lê Ngọc Phúc đang khẳng định vị trí vững chắc ở đội hình chạy các nội dung cự ly 400m quốc gia. Tại giải vô địch Điền Kinh các nội dung tiếp sức quốc gia năm 2024 vừa diễn ra tại thành phố Đà Lạt, báo đen Lê Ngọc Phúc cùng đồng đội, nữ tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thị Ngọc là hai mũi nhọn chủ lực của đội tuyển Hà Tĩnh tranh tài ở các nội dung dành cho lứa tuổi U23. Riêng ở phần thi đặc biệt hấp dẫn, đó là chạy tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ, Lê Ngọc Phúc cùng với Nguyễn Thị Ngọc được sắp xếp chạy hai lượt cuối trong đội hình Hà Tĩnh. Điều này càng cho thấy vai trò quan trọng của bộ đôi tuyển thủ Phúc Ngọc. Cũng cần phải nói thêm về báo đen Lê Ngọc Phúc. Sau khi trở lại từ án phạt hồi giữa năm ngoái, chân chạy 21 tuổi này đã nhanh chóng lấy lại phong độ, sức mạnh và không phụ sự kỳ vọng khi nhanh chóng giành những thành tích khả quan. Tại giải vô địch Điền Kinh quốc gia năm 2023 diễn ra hồi tháng 10 ở Miếu Môn, Lê Ngọc Phúc đã giành huy chương bạc nội dung chạy 400m nam với thông số 47:27, chỉ xếp sau đàn anh đồng hương Trần Đình Sơn. Sau đó, Lê Ngọc Phúc còn góp công giúp đội hình tiếp sức 4x400m nam Hà Tĩnh giành huy chương vàng và cùng đội hình tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ Hà Tĩnh giành huy chương bạc quốc gia. Đáng chú ý, trong năm 2024 này, báo đen Lê Ngọc Phúc cũng tỏa sáng trong màu áo đội tuyển Điền Kinh Việt Nam ở giải vô địch Điền Kinh tiếp sức châu Á vừa diễn ra tại Thái Lan hồi tháng 5 vừa qua. Tại giải đấu đó, Lê Ngọc Phúc cùng đồng đội Sơn, Hoàng, Lâm đã giành huy chương đồng châu Á cũng như lập kỷ lục quốc gia mới nội dung tiếp sức 4x400m nam với thông số 3:07:37, xô đổ kỷ lục cũ đã tồn tại 7 năm. Chưa hết, Lê Ngọc Phúc còn góp sức với các đồng đội Lan, Quang, Mai giành huy chương đồng châu Á nội dung tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ và cũng lập kỷ lục quốc gia mới với thành tích 3:18:45. Trở lại với đường đua 4x400m hỗn hợp nam nữ, giải vô địch Điền Kinh các nội dung tiếp sức quốc gia lứa tuổi U23. Sau hai lượt chạy đầu tiên, Hà Nội và Thanh Hóa tạo bất ngờ khi thay nhau vượt lên dẫn trước, trong khi đó hai chân chạy đầu của Hà Tĩnh đều cán đích ở vị trí thứ hai. Tuy nhiên, khi gậy tiếp sức được trao sang tay báo đen Lê Ngọc Phúc ở lượt chạy thứ ba, sự khác biệt về trình độ, sức mạnh nhanh chóng được thể hiện. Lê Ngọc Phúc bứt đi ngay từ những mét đầu tiên và sớm lấy lại vị trí dẫn đầu cho đội Hà Tĩnh. Khoảng cách Lê Ngọc Phúc tạo ra trước đối thủ chạy gần nhất là Quách Ngọc Minh của Thanh Hóa ngày một lớn dần sau những pha guồng chân tốc độ. Đến khi cán đích và trao lại gậy tiếp sức cho đồng đội chạy cuối cùng là Nguyễn Thị Ngọc, Lê Ngọc Phúc đã bỏ xa đối thủ tới cả chục mét, mở ra cơ hội giành huy chương vàng rõ rệt cho đội hình tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ của Hà Tĩnh. Rõ ràng, với khoảng cách dẫn trước cực kỳ an toàn mà Lê Ngọc Phúc tạo ra, nhiệm vụ bảo vệ thành quả với tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thị Ngọc quá đỗi đơn giản. Nhất là khi các đối thủ chạy lượt cuối của đội Thanh Hóa, Thái Bình hay Hà Nội đều rất trẻ, sinh từ năm 2007 đến 2009, quá non kinh nghiệm cũng như sức mạnh. Chân chạy Nguyễn Thị Ngọc sinh năm 2002 là em út trong đội hình tiếp sức 4x400m nữ quốc gia đã bùng nổ với một loạt chiến tích từ khu vực ra đến châu lục trong năm ngoái. Còn tại giải vô địch Điền Kinh tiếp sức châu Á 2024 vừa diễn ra hồi tháng 5, Ngọc Borin cùng những đàn chị như Lan, Hằng, Hạnh cũng đã giành huy chương vàng tiếp sức 4x400m nữ với thông số tạo nên kỷ lục quốc gia mới, đó là 3:30:81. Với tâm lý thoải mái cùng đẳng cấp của mình, Nguyễn Thị Ngọc đã nhanh chóng lướt đi và dễ dàng cán đích ở vị trí thứ nhất, bỏ lại đối thủ gần nhất từ đội Thanh Hóa đến cả chục mét. Chung cuộc, báo đen Lê Ngọc Phúc cùng Nguyễn Thị Ngọc đã dẫn dắt đội hình 4x400m tiếp sức hỗn hợp nam nữ Hà Tĩnh lứa tuổi U23 giành tấm huy chương vàng quốc gia với thành tích 3:30:09. Ở phía sau, những nỗ lực của bộ đôi chân chạy nữ giúp Thanh Hóa có tấm huy chương bạc, còn Thái Bình bất ngờ vượt lên Hà Nội để giành huy chương đồng.